Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến đổi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật, tội lỗi được chuộc, và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Thà ít của mà có sự công bình hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Lời của Chúa ở môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va. Các trái cân trong bao là công việc của Ngài. Làm gian ác ấy là điều gớm ghiếc cho vua Chúa, vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua, họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết, nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi. Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống, ân điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn. Được sự khôn ngoan thật quý hơn vàng ròng biết mấy, được thông sáng đáng chuộng hơn bạc biết bao. Đạo của người ngay thẳng ấy là lìa bỏ sự ác, ai canh giữ tính nết mình giữ lấy linh hồn mình. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì, còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng, lời dịu dàng gia thêm sự tri thức. Người có được thông sáng tức có được nguồn sự sống, nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội ấy là sự sửa phạt của nó. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức nơi môi của mình. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết. Sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, bởi vì miệng người thúc giục người. Thằng điếm toan mưu hại người ta, và trên môi nó có như ngọn lửa hừng. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình, và dẫn người vào con đường không tốt. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian tà, và kẻ nào bặm môi mình đều làm thành việc ác. Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người ta bẻ thăm trong vạt áo, song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
chương 18. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống. Người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hạng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhơn, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi. Mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng: Khốn thay, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa, khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng: Khốn thay, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Babylon là thành lớn, cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đờn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian.
Chương 19. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Chương 22. Elipha người Thê-man bèn đáp rằng: Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình mà thôi. Dầu ông công bình, đấng toàn năng có vui chi chăng? Tánh hạnh ông trọn vẹn ấy được ích lợi gì cho Ngài sao? Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt và xét đoán ông chăng? Sự dữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há không phải vô cùng ư? Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ và lột quần áo của kẻ bị trần truồng. Ông không cho kẻ khác xin nước uống, chẳng ban cho người đói bánh ăn. Còn người cường thạnh, đất tất thuộc về người. Ai được nể vì đã ở tại đó? Ông có đuổi kẻ quá bụa đi tay không?
bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi. Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực, hoặc tối tăm ngăn cản cho ông không thấy và nước tràn chìm ngập ông. Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các tầng trời kia? Hãy xem chót các ngôi sao cao biết bao nhiêu. Còn ông nói, Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể xét đoán ngang qua tăm tối đen kịt sao? Đám mây mịt mịt che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy. Ngài bước đi trên bầu các tầng trời. Ông sẽ giữ theo lối xưa mà các kẻ gian ác đã đi sao? Chúng nó bị truất diệt trước kỳ định. Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng, Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi, lại rằng Đấng Toàn Năng sẽ làm được gì cho chúng ta? Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt, nguyện các mưu chứa kẻ ác hãy cách xa tôi. Người công bình thấy điều đó và vui mừng, còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó mà rằng, kẻ dấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt, và kẻ nào sót lại của chúng, lửa đã thiêu đốt đi. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng Đấng Toàn Năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình, ném bửu vật mình vào bụi đất và quăng vàng Ophir giữa các hòn đá của khe, thì Đấng Toàn Năng sẽ là bửu vật của ông, Ngài sẽ là bạc quý cho ông. Vì bấy giờ ông sẽ được vui sướng nơi Đấng Toàn Năng và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời. Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình, và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng hãy trỗi lên. Còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Đến đổi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội. Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu. Chương 23. Gióp đáp rằng, cho đến ngày nay, sự than xiết tôi hãy còn cay đắng. Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên xiết tôi. Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa án của Ngài. Tôi hẳn sẽ giải bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận. Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi. Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi. Tại đó, người ngay thẳng sẽ luận biện với Ngài, và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi. Này, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó. Tôi đi lại sau, song tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài. Qua phía tả, khi Ngài đang làm công việc đó, song tôi không phân biệt Ngài được. Ngài ẩn tại phía hữu, nên tôi chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa. Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Bởi cớ ấy tôi kinh khủng trước mặt Ngài. Khi nào tôi tưởng đến bèn sợ hãi Ngài. Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi buồn ruộng, Đấng Toàn Năng làm cho tôi hoảng sợ. Vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tăm, cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi. Chương 24. Nhân vì Đấng Toàn Năng đã định kỳ phạt ác, cớ sao Ngài không khiến kẻ nhận biết Ngài được thấy ngày ấy? Có người dời sụt mộc giới,
ăn cắp bầy chiên rồi dẫn cho ăn. Chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi, lấy bò của người quá bụa làm của cầm. Chúng khiến kẻ nghèo lìa bỏ đường chính đáng, kẻ khốn cùng của thế gian đồng nhau đi ẩn tránh. Kìa, vừa sớm mai, chúng đi ra làm công việc mình, tìm lương thực mình như lừa rừng nơi đồng vắng. Đồng vắng cấp thực vật cho con cái chúng nó. Chúng nó thâu góp rơm cỏ tại trong đồng ruộng, mót trái nho trong vườn nho của kẻ làm ác. Trọn đêm, chúng nó nằm trần truồng không quần áo và chẳng có mền đắp khỏi lạnh. Chúng nó bị dầm mưa núi, không nơi đuột, bèn nép mình vào hòn đá. Có người cướp kẻ mồ côi cha, còn bú, bắt thế chân áo trên mình kẻ nghèo. Đến đổi người nghèo phải đi trần không áo, vác những bó lúa mà bị đói. Chúng ép dầu trong kho chủ mình, đạp trái nho nơi thùng mà bị khát. Từ trong thành nổi lên tiếng thở than của người ta, linh hồn kẻ bị thương kêu vang. Song Đức Chúa Trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó. Cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng, không biết đạo của ánh sáng và chẳng đi trong con đường nó. Vừa rạng ngày, kẻ giết người trỗi dậy, giết kẻ nghèo khổ và túng cùng. Còn ban đêm, nó như kẻ trộm. Mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối, mà nói rằng chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi, và nó che kín mặt mình. Đang đêm tối tăm, chúng nó khoét nhà, ban ngày lại rút ẩn mất. Chúng nó chẳng biết ánh sáng. Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thải, vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết. Chúng nó qua chong chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước. Phần nghiệp họ bị rủa xả tại trên đất, chẳng còn trở về lối vườn nho nữa. Sự khô hạn và sự nắng tiêu tan nước tuyết đi. Âm phủ cũng làm như vậy cho những kẻ có tội. Lòng mẹ sẽ quên chúng nó đi, các sâu bọ ăn ngon chúng nó, người ta không còn nhớ họ nữa, và sự gian ác sẽ bị bẻ gãy ra như cây cối. Chúng nó cướp giật người đàn bà son sẻ không sinh con, chẳng làm điều lành cho người quá bụa. Song Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực. Ngài đỡ lên kẻ hết trông được bảo toàn mạng sống mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy. Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng. Chúng được cao trọng, đoạn một ít lâu chẳng còn nữa. Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác. Họ bị cắt như ngọn gié lúa vậy. Nếu điều đó chẳng vậy, ai bắt lẽ tôi nói dối và diệt lời giảng luận tôi ra hư không? Chương 25. Binh Đát, người Su-a, bèn đáp rằng: quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa. Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của Ngài. Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao? Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sinh ra, sao cho là trong sạch được? Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay. Phương chi loài người vốn giống như con sâu, và con cái loài người giống như một con dòi bọ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy,
đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.